Xin chào quý độc giả của báo Phụ Nữ Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay Vân sẽ tham gia một tiết mục vui, đó là lục túi cùng sao, để xem trong cái túi nhỏ nhỏ xinh xinh hôm nay của Vân sẽ có những món gì mọi người nhé. Đầu tiên đó sẽ là hai chiếc điện thoại. Một chiếc điện thoại Việt Nam để Vân dùng ở Việt Nam và một chiếc điện thoại Vân dùng khi ở Mỹ. Luôn luôn phải có. Rồi tiếp theo đó là cái món này chắc là phụ nữ ai cũng phải có, đó là son môi. Thì bình thường thì Vân sẽ dùng son dưỡng nhiều hơn, hoặc là son dưỡng hơi nhẹ nhẹ, hoặc là son dưỡng không có màu. Nhưng mà hôm nay để cho xinh đẹp trước mặt mọi người thì Vân chọn son hơi đỏ chút xíu. Ok. Và món tiếp theo là chắc chắn phải có bóp tiền để đựng thẻ và tiền mặt. Tiếp theo đó là bởi vì Vân cũng thuộc tiếp là còi xương á, cho nên là cũng hay bị đói giữa chừng hay là tụt đường, cho nên là mình sẽ đem theo những cái món snack để ăn nhẹ. Thì đây là một cái món snack mà Vân hay đem theo bên người, đó là một cái thạch collagen của anh Đỗ Long, vừa ăn vừa đẹp da mà cũng ngon lắm. Tiếp theo đó là một cái gương nhỏ để soi gương, để soi để check coi là mình có ổn không. Một cái gương nhỏ của Vân. Món tiếp theo đó là quyển sách. Thì bình thường Vân sẽ cầm theo một quyển sách nhỏ hơn, nhưng mà quyển nhỏ hơn của Vân đọc xong rồi, vừa đọc xong và chưa có kịp thay cuốn mới, nên là hiện tại đang mới đọc cuốn này và rất là hay. Mọi người có thể xem thử nha. Và đây không thể thiếu trong giỏ của Vân bất cứ lúc nào, đó là nước hoa. Vân cực kỳ rất là thích nước hoa, mà xịt nước hoa nhiều đến nỗi đôi khi mọi người nói là Vân tắm nước hoa chứ không phải là xịt nước hoa bình thường nữa. Và chị Hà đã tặng cho Vân trong dịp launching, xịt xong tự nhiên thấy đẹp, thấy có duyên với mẹ Hà liền. Ok, tiếp theo đó là Vân đang không hiểu tại sao là mình lại có nhiều nước nhỏ mắt đến như vậy. Giống như là mình đi bán thuốc nhỏ mắt hay gì đó. Thì thật ra là Vân khá quan trọng về mắt, và mắt của Vân cũng hơi yếu, nên là Vân có rất là nhiều loại thuốc nhỏ mắt. Ở đây là có đến 7 chai thuốc nhỏ mắt, các loại, đủ loại. Vừa có nước nhỏ mắt len nè, nước nhỏ đỏ mắt nè, nước nhỏ mắt nhân tạo nè, và dị ứng nè. Đủ loại mọi người ơi. Hết chưa? Vẫn còn một chai nước nhỏ mắt ở đây, thêm một chai nữa. Và cái món cuối cùng mà Vân nghĩ là Vân rất là cần và luôn luôn đem theo bên mình, đó là chỉ nha khoa. Bởi vì quan trọng răng miệng, và Vân chỉ dùng được một loại chỉ nha khoa của OMV này thôi. Tại vì nó nhỏ, nó vừa với răng của Vân, nên Vân không sử dụng các loại khác được. Ta-da! Vậy là đây là tất cả những món đồ nhỏ nhỏ mà Vân mang theo ở trong chiếc túi của mình ngày hôm nay. I don't understand.